Thanh Trúc kính chào quý vị. Mời quý vị bước vào chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc. Và kính thưa quý vị, vùng DC của chúng ta đang nóng lên ngày hôm nay, khí hậu nóng và rất ẩm. Nhưng mà có một làn gió mát đã đến với chương trình của Thanh Trúc ngày hôm nay. Đó là sự hiện diện của luật sư Trình Hội. Thanh Trúc thân chào Trình Hội. Vâng, em xin chào chị Thanh Trúc. Cũng lâu rồi mình không gặp nhau. Và Trình Hội xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả trong vùng Washington DC. Xin chào Washington. Mình không gặp nhau nhưng mà mình vẫn dõi theo những cái hoạt động của nhau, nhất là những cái hoạt động của Trình Hội. Vậy thì bây giờ câu hỏi đầu tiên của Thanh Trúc là lý do nào, ngọn gió nào đã đưa Trình Hội đến với vùng Washington DC lần này? Vâng thưa chị và cũng như thưa với quý vị, Trình Hội sang bên Washington DC lần này thì với hai mục đích. Cái mục đích thứ nhất đó là để trình chiếu cuốn phim Mẹ Vắng Nhà, nói về gia đình của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nắm. Cuốn phim này đã được trình chiếu ở nhiều nơi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thứ sáu này sẽ tổ chức chiếu ở Washington DC. Đó là mục đích thứ nhất. Và mục đích thứ hai là tiếp tục cái công việc làm của Voice để vận động không những cho nhân quyền Việt Nam nói chung mà cho những tù nhân lương tâm Việt Nam nói riêng, thưa chị. Nhưng mà Trịnh Hội có thể nói rõ cho mọi người cũng như Thanh Trúc biết là có rất nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam và cũng có rất nhiều tù nhân lương tâm đang ở trong tù. Tại sao lại tập trung vào Mẹ Nấm và cái người nào đã giúp cho Trình Hội để mà thực hiện cái bộ phim Mẹ Vắng Nhà? Thưa chị, cái người mà thực hiện giúp cho Voice thực hiện cuốn phim này là người đạo diễn tên là Clay Phạm. Clay Phạm là một thanh niên trẻ ở Việt Nam. Và hiện giờ vẫn ở Việt Nam, mặc dù là không còn được ra khỏi Việt Nam nữa, là bởi vì chính phủ Việt Nam họ đã cấm anh xuất cảnh và đã tịch thu đồ đạc của anh hết. Cuốn phim này nó đã được lên kế hoạch và ý tưởng và cũng như là viết kịch bản và sau đó được hoàn thành trong vòng một năm. Thành thử là cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá lâu và nó đã được chuẩn bị trong vòng bí mật. Bởi vì nếu mà tin tức mà lộ ra ngoài thì coi như cuốn phim đã không được đến tay với quý vị. Riêng cái câu hỏi của chị Thanh Trúc là tại sao mà Voice chú trọng về hồ sơ của Mẹ Nắm mà lại không phải là trên 100 tù nhân lương tâm khác, thì câu trả lời có lẽ nó cũng hơi simple, nó hơi dễ hiểu. Đó là bởi vì Mẹ Nắm là một trong những thực tập sinh đầu tiên của Voice. Có lẽ là quý vị, một số người cũng biết là sau khi mà Trịnh Hội làm cái công việc tị nạn bên Phi Luật Tân xong thì Trịnh Hội rất là muốn giúp phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Bởi vì cá nhân Trịnh Hội vẫn nghĩ rằng là cái câu chuyện tị nạn Việt Nam sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngày nào mà đất nước Việt Nam của chúng ta còn cộng sản, còn cái sự đàn áp của những người bất đồng chính kiến, thì ngày đó chúng ta vẫn còn người Việt tị nạn bỏ nước ra đi. Và vì vậy muốn chấm dứt cái câu chuyện tị nạn Việt Nam và muốn thật sự thấy được cái ngày mà không còn người Việt Nam nào phải bỏ nước ra đi, thì chúng ta phải giúp đất nước của Việt Nam chúng ta được sớm tự do và dân chủ. Chỉ khi đó thì đất nước Việt Nam mới không còn người tị nạn. Và cũng vì lý do đó mà Voice đã bắt đầu cái chương trình đào tạo cho những người hoạt động trẻ ở trong nước, được đi ra ngoài học hỏi, được hiểu biết thêm về những giá trị căn bản về quyền làm người, về tự do, về dân chủ. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã là một trong những thực tập sinh đầu tiên của Voice. Và vì vậy thì giữa Trịnh Hội và Mẹ Nắm đã có những cái nghị kỷ niệm rất là đẹp, rất là vui khi mà các anh em đã sống chung và sinh hoạt chung với nhau, làm việc chung với nhau từ đầu thập niên 2010, có nghĩa là khoảng chừng 2011, 2012 gì đó là tụi em đã sinh hoạt chung với nhau, làm việc chung với nhau. Rồi sau đó thì Quỳnh về lại Việt Nam và càng nổi tiếng hơn nữa. Và cũng rất tiếc là ở Việt Nam tranh đấu càng có sự hiện hữu, hữu hiệu thì cái nguy cơ nó đến với mình càng cao. Càng cao, dạ, đúng rồi. Và cuối cùng thì Mẹ Nắm bị xử 10 năm tù như chị đã nói. Dạ. Như vậy thì trong cái cuốn phim Mẹ Vắng Nhà đó, cái thời lượng đó là bao lâu? Và nhất là đó, cái nội dung chính mà Clay Phạm cũng như là Voice cũng như là Trình Hội nói riêng muốn nhấn mạnh. Dạ vâng. Cảm ơn chị đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Thưa quý vị, cuốn phim dài chỉ có 43 phút mà thôi. Thường một cuốn phim tài liệu thì nó khoảng 50 phút, còn cuốn phim này khoảng 43 phút.
Cuốn phim nói về cuộc sống của một gia đình của tù nhân lương tâm. Có lẽ là chúng ta thường nghe tên của những người tù nhân lương tâm như là Trần Huỳnh Duy Thức bị xử 15 năm tù, hoặc là anh Lê Đình Lượng mới đây bị xử 20 năm tù. Nhưng mà chúng ta ít để ý đến cái gia đình của họ. Gia đình họ sinh hoạt như thế nào? Hai đứa con của mẹ Nắm là Nắm và Gấu đã sinh hoạt như thế nào khi mà mẹ vắng nhà? Khi mà cô Lan là mẹ của mẹ Nắm một mình phải nuôi hai đứa con của Quỳnh, phải nuôi Quỳnh trong tù và phải nuôi một bà mẹ già, thì cuốn phim nó nói lên một cái hình ảnh của một gia đình rất là bình thường ở Việt Nam, nhưng mà bị buộc sống trong một hoàn cảnh không có được bình thường. Một cái điều mà có lẽ là Trình Hội cũng phải chia sẻ nơi đây, đó là mục đích của Voice khi mà muốn thực hiện cuốn phim này cũng như là phát hành cuốn phim này cho tất cả mọi nơi. Voice có ba mục đích chính. Mục đích thứ nhất là dĩ nhiên nói về một tù nhân lương tâm của Việt Nam mà lẽ ra không phải bị xử án 10 năm tù. Voice muốn dùng cái cuốn phim này để đi vận động cho sự tự do của mẹ Nắm nói riêng và sự tự do của tất cả những tù nhân lương tâm Việt Nam nói chung. Mục đích thứ hai dễ hiểu hơn, đó là muốn giữ lại những hình ảnh của gia đình của mẹ Nắm để một khi mà mẹ Nắm được ra khỏi tù thì còn lại hình ảnh của bà ngoại mẹ Nắm, của mẹ mẹ Nắm, của con mẹ Nắm, và trong suốt thời gian ở tù Quỳnh đã mất đi những cái hình ảnh đó. Và cái mục đích thứ ba Trình Hội muốn và cái, đối với riêng Trình Hội đó là cái mục đích quan trọng nhất, đó là chị biết không, chúng ta thường nghe nói rằng là tuổi trẻ Việt Nam đó thì rất là thờ ơ, rất là không có muốn dấn thân, không dám làm này dám làm nọ. Nhưng mà thưa với quý vị, cuốn phim này từ đạo diễn cho đến người làm âm thanh, cho đến người làm ánh sáng, cho đến những nhân vật chính trong phim, cho đến những nhân vật phụ trong phim, và kể cả những người mà làm phụ đề, anh ngữ, tất cả đều là người Việt Nam và được thực hiện ngay ở Việt Nam. Mặc dù có rất nhiều sự nguy hiểm, nó rình rập ở tất cả mọi nơi, trong lúc làm phim, trước khi làm phim và sau khi làm phim, và ngay bây giờ đi nữa thưa quý vị, cái người đạo diễn phim là Clay Phạm đang bị truy lùng, và gia đình anh cũng đang bị truy lùng. Thế thì tại sao họ dám làm? Em muốn chứng minh một điều rằng đó chị, là tuổi trẻ Việt Nam hiện giờ đã khác rồi. Họ dám làm, dám nói, và vì vậy Voice cần phải đứng cùng với họ, giúp đỡ cho họ có một tiếng nói cho những tù nhân lương tâm khác. Vâng, cảm ơn luật sư Trịnh Hội cũng như cảm ơn quý vị. Thưa quý vị đã nghe luật sư Trịnh Hội trình bày tại sao họ dám làm, họ dám dấn thân để làm một bộ phim, cuốn phim này mà có thể gây nguy hiểm cho tất cả những người nào mà dính líu đến cái cuốn phim đó. Thì chẳng lẽ nào chúng ta không thể nào không đi xem cái bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Cho nên sự hiện diện của luật sư Trịnh Hội ở đây cũng là một cái minh chứng hùng hồn là một bộ phim nhân bản như thế. Chúng ta nên đi coi. Một lần nữa Thanh Trúc cảm ơn thời giờ của Trịnh Hội, và chúng ta sẽ cố gắng để nói nhiều nữa về Mẹ Vắng Nhà, những cuốn phim Mẹ Vắng Nhà khác, Bố Vắng Nhà khác trong tương lai. Thanh Trúc xin tạm thời chào tạm biệt quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tiếp một lần nữa. Trình Hội và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở buổi chiếu phim thứ sáu này ở Providence Recreation Center ở ngay Falls Church, để mà Trình Hội có dịp trình bày rõ hơn về cuốn phim Mẹ Vắng Nhà. Xin mời quý vị.